chúc mừng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, đón cơ hội tốt, hưởng lộc thần tài, tháng 4 phát tài, tháng 5 trúng lớn, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống của mình. Thưa quý cô bác anh chị tuổi Kỷ Dậu thân mến, tháng cũ qua đi, tháng mới lại tới, cũng là thời điểm vật đổi sao rời, cảnh chuyển thay hình cho những ai có những dự định mới hay những tồn đọng tàn dư chưa thể giải quyết. Khi xem lá số tử vi cho tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm Giáp Thìn 2024, các chuyên gia tử vi và chiêm tinh học nhận định rằng vận trình của con giáp này lộ rõ điểm báo quý nhân, cát tinh vượng vận, may mắn muôn phần. Nhưng tín chủ có thắc mắc rằng có rất nhiều người cùng tuổi Kỷ Dậu 1969 đấy, thậm chí sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng cung mệnh với mình, nhưng tại sao họ lại rất giàu có, thành công, trong khi họ không thực sự giỏi giang hay chăm chỉ hơn mình hay không ạ? Cô bác anh chị Kỷ Dậu à, là bởi vì họ có duyên, sớm nhìn thấy huyền cơ hiện lộ mà chớp lấy, thông qua tiên tri mà biết trước được tương lai, nên làm gì cũng thành công như ý, tha hồ hưởng tài hưởng lộc, buôn bán phát đạt, làm ăn thắng lợi. Đặc biệt mới đây, thầy tử vi hàng đầu Phương Đông tiết lộ, tiền tài trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch tới sẽ ồ ạt chút xuống nhà Kỷ Dậu, nhưng với điều kiện trừ khi con giáp này biết nắm bắt cơ hội đúng cách. Nếu quý vị hữu duyên nghe được video này, nghĩa là thiên cơ đã hiển lộ rõ ở trước mắt. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và đón nhận mệnh số của mình ngay sau đây. Và trong video đặc biệt này, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về những mẹo phong thủy may mắn cho tín chủ tuổi Kỷ Dậu. Sáng tháng mới may mắn ùa về, phát tài phát lộc, giàu sang nứt vách, sung sướng cả năm. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Chúc mừng tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 đón cơ hội tốt, hưởng lộc thần tài, tháng 4 phát tài, tháng 5 trúng lớn, đổi đời giàu nhanh chóng mặt. Đầu tiên là sơ lược cuộc đời tuổi Kỷ Dậu. Những người sinh năm 1969 là người yêu sự tự do, có tài thông minh, sáng suốt, với khả năng nhạy bén, là người cứng cỏi, mạnh mẽ, họ không sợ sệt và nịnh bợ ai. Đặc biệt nam tuổi này rất chính trực, luôn ra tay giúp đỡ kẻ yếu, bảo vệ sự công bằng, tính cách vui vẻ thẳng thắn, vì vậy đôi khi sẽ làm mất lòng người khác, nhưng luôn được yêu quý và trân trọng. Lúc trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn, bấp bênh, khi về già thì mới ấm no, hạnh phúc, vì vậy bạn nên làm việc nào cũng cần thận trọng và dùng tiền hợp lý, để tránh hao mòn tài sản vào chuyện không đáng. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 vốn sinh ra rất thông minh, rất bình tĩnh, cũng rất thật thà, họ sống đúng với thực tế mà mình thấy, chứ không thích mơ mộng cao xa, không đúng với thực tế. Chính vì vậy đối với người tuổi Kỷ Dậu thì họ muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm, suy nghĩ của mình hơn là lời nói suông. Một vài người khi mới tiếp xúc với người tuổi Kỷ Dậu sẽ không có ấn tượng tốt hay cảm tình với họ, đơn giản bởi vì bề ngoài trông họ khá lạnh nhạt và trầm tĩnh. Tuy nhiên, thực tế tuổi Kỷ Dậu là người sở hữu một trái tim vừa ấm áp, lại vừa chân thành. Họ quan tâm và rất để ý đến gia đình, yêu thương các thành viên trong gia đình hết mực. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc thì rất chăm chỉ, cẩn thận và chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Họ có tầm nhìn xa và khả năng phân tích tốt. Họ thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng. Họ có biệt tài ăn nói thuyết phục người đời. Họ thích được người khác tán thưởng, khen ngợi và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, người tuổi Kỷ Dậu cũng có những nhược điểm cần khắc phục. Họ thường quá tự cao, kiêu ngạo và không chịu thua kém ai. Họ khó chịu khi bị phản bác, chỉ trích hoặc bị so sánh với người khác. Họ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ đôi khi quá cứng nhắc, bảo thủ và không chịu thay đổi theo hoàn cảnh. Họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng hãm hại hoặc ghen ghét. Người tuổi Kỷ Dậu rất nhạy cảm. Trong nhận xét một vấn đề nào đó, họ luôn đi trước người khác một bước trong công việc, và có thể nhận được xu hướng phát triển trong tương lai. Tuổi này thường có kế hoạch trước khi bắt tay vào một công việc nào đó, với sự phán đoán chính xác, nên kết quả thu được luôn khả quan, đôi khi tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Những người tuổi Kỷ Dậu còn có một đặc tính là rất thích cái đẹp, thích trưng diện, trang điểm, làm dáng, làm điệu, nhất là các bạn thuộc phái hồng nhan, thục nữ với màu sắc, họ luôn mẫn cảm và hơn người khác trong lĩnh vực phối màu. Trong cuộc sống của tuổi Kỷ Dậu thường được thuận buồm xuôi gió, bất kể là trong công việc hay học hành, thi cử, rất hiếm khi gặp sóng gió to lớn, vì nhờ có phúc tinh chiếu mạng, cũng nhờ biết nhìn xa trông rộng,
mà tuổi Kỷ Dậu khó có thể gặp phải bôn ba khổ sở. Trong kinh doanh, người tuổi Kỷ Dậu khá nhanh nhạy nên thường đón được những cơ hội tốt. Tuy nhiên, họ lại không đủ sự nhẫn nại để phát triển sự nghiệp lên một tầm cao hơn. Họ bằng lòng với những thành quả hiện có. Với người bạn đời, người tuổi Kỷ Dậu cũng thể hiện được là một người vợ hiền đảm, người chồng mẫu mực và yêu thương nửa kia. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng cằn nhằn, nóng tính, ảnh hưởng đến không khí gia đình. Trong tình yêu hay cuộc sống hôn nhân, tuổi Kỷ Dậu được đánh giá là trung thủy, biết vun đắp cho gia đình. Người tuổi Kỷ Dậu hài hước, thông minh, dễ hấp dẫn người khác giới, nhưng khi kết hôn họ cần sự nhẫn nại bình tĩnh của người bạn đời để kiềm chế những lời cằn nhằn nóng nảy của tuổi này. Do vậy, tìm được người phù hợp để kết hôn sẽ giúp người tuổi Kỷ Dậu giữ được hạnh phúc gia đình. Theo quan niệm dân gian, thì người tuổi Kỷ Dậu nên kết hôn với người tuổi Thìn, tuổi Tỵ và tuổi Sửu. Nếu người tuổi Kỷ Dậu và tuổi Thìn là cặp đôi hòa hợp cả về tính cách lẫn suy nghĩ, thì người tuổi Dậu và tuổi Tỵ được đánh giá là khá nhiều điểm tương đồng, có thể bù đắp, hỗ trợ cho nhau. Với người tuổi Sửu thì cá tính của hai bên sẽ là sự bù trừ cho đối phương. Ngoài các tuổi tam hợp, lục hợp như trên, người tuổi Dậu cũng có thể kết hôn với một số tuổi khác như tuổi Mùi, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Họ cũng giữ được sự đầm ấm trong gia đình, sống đến đầu bạc răng long. Còn lại một số tuổi khác xung khắc như tuổi Mão, khi tính chuyện lâu dài nên cân nhắc, nhường nhịn và thấu hiểu đối phương. Người tuổi Kỷ Dậu 1969 có đường tài lộc không tồi, tiền bạc dư dôi, chẳng lúc nào túng thiếu. Tuy nhiên, cũng thường xuyên lâm vào cảnh phá tài. Cũng may là tài lộc hết rồi lại có, bản mệnh vẫn kiếm được tiền về tay. Tuy nhiên, con giáp này tốt hơn hết chớ nên cho người khác vay mượn quá nhiều, khả năng nhìn người không tốt, tới lúc cho tiền đi mà không lấy lại được, vừa thiệt thân mà còn vừa mua bực vào mình. Bước sang năm 2024, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu được dự đoán có bước tiến nhảy vọt, bản mệnh gặp nhiều may mắn, mọi phương diện trong cuộc sống hanh thông, thuận lợi, công việc làm ăn ngày càng suôn sẻ, tiền bạc gia tăng không ngừng. Có thể nói công sức bỏ ra bao nhiêu đều được đền đáp xứng đáng, gặt hái thành quả tương xứng tới đó. Theo các chuyên gia tử vi, trong năm 2024 này, nhất là giai đoạn tháng 4 và tháng 5 âm lịch này, Kỷ Dậu sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông suôn sẻ, giúp bạn từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân. Cụ thể thời gian 2 tháng tới đây, vận may tuổi Kỷ Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Mặc dù là cạnh tranh và khó khăn vẫn có, nhưng tuổi này hãy vững tâm, chỉ cần chăm chỉ thì quý nhân sẽ luôn ở bên, giúp bạn vượt qua và cũng có thể đổi đời từ đây. Đặc biệt, đối với những người Kỷ Dậu làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và sẽ được thần tài rót tiền vào túi. Cuộc đời sang trang mới trong 2 tháng tới này, còn chần chừ gì mà không nhanh tay nắm lấy cơ hội. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của cô bác anh chị tuổi Kỷ Dậu trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Xem tử vi tháng 4 và tháng 5 năm 2024 tuổi Kỷ Dậu âm lịch. Vận trình của bản mệnh nhìn chung khá tươi sáng trong tháng này. Cô bác anh chị càng chăm chỉ làm việc thì sẽ càng gặt hái được nhiều thành quả. Tuy nhiên, cần chú ý hành xử để tránh những rắc rối không đáng có trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp phù trợ, bản mệnh phát huy được tài năng của mình, lại biết lãnh đạo, cổ vũ mọi người hướng tới mục tiêu chung. Vì vậy, không ít người ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, đạt được cột mốc mới trong công việc. Nếu chú ý hơn đến cách nói năng, cư xử thì bản mệnh dễ mở rộng được các mối quan hệ xã giao hữu ích. Trên phương diện kinh tế, Kỷ Dậu đưa ra được những quyết định khá đúng đắn trong đầu tư, kinh doanh. Có thể đồng tiền không chảy về túi ngay lập tức, nhưng vẫn sẽ có những lời lãi nhất định, giúp cô bác anh chị kiên định hơn với định hướng của mình. Tuy nhiên, hãy kiềm chế tính nóng nảy của mình để không gây ra những mâu thuẫn với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp xung quanh. Chuyện tình duyên thì lại có lắm nỗi gian truân, ngũ hành tương khắc cho thấy vợ chồng cô bác anh chị dễ mâu thuẫn với nhau. Dù nguyên nhân có thể rất nhỏ nhặt, bản mệnh không thể ép buộc người ấy phải làm theo mọi mong muốn của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, hạ cái tôi xuống một chút, có thể cô bác anh chị sẽ nhìn nhận mọi việc theo hướng khác. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, cục diện tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu. Nhiều cơ hội xuất hiện, mở ra cho cô bác anh chị nhiều triển vọng trong công việc. Bản mệnh nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt gặt được thành công.
Con giáp này biết được khả năng của mình là gì, nên phát huy đúng lúc đúng chỗ, khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì những gì bản mệnh làm được. Ngoài ra, Kỷ Dậu còn thể hiện được tài lãnh đạo, chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua khó khăn, gặt hái thành công mới. Với người làm lãnh đạo, bản mệnh tạo được cái uy với nhân viên cấp dưới của mình khi luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi tình huống để có thể đưa ra những quyết sách chính xác nhất. Công ty có thể đạt được bước tiến mới trong tháng này. Hãy chú ý đến cách nói năng, hành xử của mình, luôn cởi mở và chân thành với mọi người để xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Quan hệ rộng giúp Kỷ Dậu được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn, gặp khó khăn cũng không sợ không có người giúp sức. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên bản mệnh có thể dành thêm thời gian để làm các công việc thiện, giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Bản mệnh đối xử tốt đẹp với mọi người thì sớm muộn gì cũng nhận được những món quà cuộc sống đem lại. Xét phương diện tài lộc. Tình hình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi trong tháng này. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh chăm chỉ làm lụng thì ắt kiếm được một khoản tương xứng. Với người làm công ăn lương, những đóng góp của cô bác anh chị được lãnh đạo đánh giá cao. Cấp trên sẵn sàng dành cho cô bác anh chị những lời khen có cánh và cả những khoản thưởng nóng. Nếu tự tin với những gì mình đã làm được, bản mệnh có thể tự đề xuất thăng chức, tăng lương cho mình. Khả năng được chấp thuận là rất cao. Căn cứ tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, với người làm kinh tế, bản mệnh đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên sau quá trình đầu tư trước đó. Điều này cho thấy bản mệnh đang có những quyết định khá đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tương lai cô bác anh chị sẽ còn nhận được những khoản hậu hĩnh hơn. Những người làm nghề tay trái hoặc sắp xếp làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao dư giả. Bản mệnh đã dần có chỗ đứng trên thị trường, nên hợp đồng với đối tác cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng bản mệnh thấy xứng đáng. Điều con giáp này cần chú ý là hạn chế tính nóng nảy của mình để tránh mâu thuẫn với khách hàng, đối tác. Điều này không đem lại lợi ích gì cho cô bác anh chị, thậm chí còn khiến cô bác anh chị bị ảnh hưởng danh tiếng, gây tác động không tốt đến doanh thu. Xét phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch nhận thấy, phương diện tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu không được như ý trong tháng này. Phần lớn là do cách hành xử của bản mệnh. Vì vậy, con giáp này cần dành thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ không phải là trách móc người này, người khác. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy cần hạn chế tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chớ nên nhắc đi nhắc lại khiến cả đôi bên đều cảm thấy bực bội. Khi mâu thuẫn xảy ra, cô bác anh chị chớ nên nói lời nóng nảy gây tổn thương cho người ấy. Hãy hạ cái tôi cá nhân xuống, đừng bắt người ấy nghe theo mọi ý kiến của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, biết đâu cô bác anh chị sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi. Xét phương diện sức khỏe. Người tuổi Kỷ Dậu cần phải lưu tâm đến phương diện sức khỏe trong tháng này, do bản mệnh phải chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Hãy cẩn thận khi leo trèo, khi tham gia giao thông hoặc khi lao động tay chân, vận hành máy móc, kẻo dễ vướng họa huyết quang. Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không tỉnh táo, cô bác anh chị cần phải cho phép mình nghỉ ngơi. Đừng cố gắng quá sức, khiến sức khỏe suy giảm, dễ gây ra sai sót hoặc gặp sự cố không đáng có. Hãy sắp xếp thời gian trong ngày để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, tránh nguy cơ mắc phải những căn bệnh như đau đầu, đau xương khớp, đau dạ dày. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, người tuổi Kỷ Dậu khó có thể đạt được bước phát triển đáng kể nào trên phương diện sự nghiệp trong tháng này. Thực ra, đây là chuyện mà chính bạn cũng đã có thể lường trước được. Nguyệt lệnh lâm tử khiến bạn có những suy nghĩ bi quan, chán nản, không muốn tiếp tục cố gắng vì những mục tiêu cao xa. Bản mệnh an phận thủ thường và chỉ cổ vũ bản thân để hoàn thành cho đúng những công việc được giao, không có tham vọng cạnh tranh với đồng nghiệp hay tranh giành cơ hội được cấp trên giao phó. Vì các mối quan hệ xã giao không rộng rãi nên bạn thường tự làm việc một mình, không nhận được sự giúp đỡ hoặc chỉ dẫn của người khác. Đôi khi, những khó khăn xuất hiện bất chợt có thể khiến bạn cảm thấy sờn lòng và lạc mất phương hướng. Tuy nhiên, nếu bạn biết thay đổi thái độ của mình khi đối diện với các vấn đề trong sự nghiệp, thì các tinh thiên đức vẫn sẽ giúp bạn có cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mở lòng hơn khi tiếp xúc với người mới, việc mới, bạn sẽ có thêm được những mối quan hệ, những kiến thức mới mẻ, hữu ích để áp dụng vào công việc của mình. Khi nhận ra mọi chuyện không phát triển theo định hướng mà mình mong muốn, bạn cũng không nên có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Con giáp này cần liên tục nhắc nhở mình tiếp tục tiến lên, không nên vội vàng đầu hàng nghịch cảnh. Bạn hoàn toàn có thể xin lời khuyên, nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Về tài lộc,
xem tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu không có những biến động đáng chú ý, bạn vẫn có thể thu được một khoản tiền lương hoặc tiền lãi ổn định, song không nhiều, cơ hội phát tài gần như là không có. Với người làm ăn kinh doanh, bạn vẫn đi theo những lối mòn quen thuộc, những công việc đã làm quen tay, nên khó thu hút được những đối tượng khách hàng mới, thậm chí vì chậm thay đổi, chậm thích nghi mà bạn có thể để cơ hội rơi vào tay của người khác. Với người làm công ăn lương, bạn khó ghi điểm trong mắt cấp trên, may mắn không phạm phải lỗi lầm, nên tiền lương, tiền thưởng không bị ảnh hưởng, bạn làm bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, hiếm có người giành được cơ hội phát tài lớn. Con giáp này cần tự cổ vũ để vực dậy bản thân khỏi trạng thái trầm lắng, chán nản này. Nếu bạn cứ đứng nguyên một chỗ, đồng nghiệp và đối thủ ở phía sau sẽ nhanh chóng vượt qua. Bạn cũng không muốn mình trở thành người tụt hậu đâu, đúng không nào? Cát tinh thiên đức khuyên bạn nên năng nổ, nhiệt tình hơn trong công việc. Có thể mọi việc thoạt nhìn thì khó khăn, song khi bắt tay vào làm, bạn mới thấy mở mang thêm nhiều hướng mới. Nếu muốn cải thiện tình hình tài chính của mình, bạn càng năng nổ sẽ càng đạt kết quả tốt. Về tình duyên, có thể thấy rằng con đường tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu cũng khá ảm đạm. Bất kể bạn còn độc thân hay đã tìm được nửa kia của mình, bạn cần nhìn nhận lại bản thân, từ đó có hướng sửa chữa hoặc thay đổi cho phù hợp. Người độc thân thường tự khép mình trong thế giới riêng, bởi bạn cho rằng việc yêu đương, dành thời gian quan tâm đến người này, người khác là không cần thiết. Bạn muốn tập trung cho những công việc hoặc những sở thích của mình, chứ không muốn ở gần người khác. Một số người vẫn chưa bước qua quá khứ, nên tìm mọi cách để trốn tránh sự quan tâm của người khác. Bạn sợ hãi mình bị tổn thương, nên không muốn cho bản thân cũng như bất cứ ai cơ hội. Song, càng như vậy bạn lại càng thấy cô đơn hơn. Với các cặp vợ chồng, mối quan hệ đôi bên trở nên xa cách rõ ràng. Khi không ai muốn chia sẻ, tâm sự với ai, bạn thường giấu những suy nghĩ, buồn phiền của mình ở trong lòng, khiến bầu không khí gia đình trở nên trầm lắng và căng thẳng hơn. Con giáp này nên thử mở lòng hơn và nói cho người ấy biết những điều mà bạn đang nghĩ, đang cảm nhận. Như vậy thì đối phương mới hiểu thêm về bạn, có cách để cùng bạn vượt qua khó khăn. Về sức khỏe, tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Dậu âm lịch thấy rằng may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu vẫn khá ổn định. Dù mọi việc tiến triển đều đều, đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy ủ rũ hoặc nhàm chán. Con giáp này nên cổ vũ bản thân tham gia vào các hoạt động tập thể nhiều hơn, bởi rất có thể bạn sẽ tìm ra người có tiếng nói chung với mình ở đó. Hơn nữa, khi vận động, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, lạc quan, tích cực hơn. Khi cảm thấy có điều không mong muốn xảy ra, bạn chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh cảm giác buồn bực, hãy thử tâm sự với những người đáng tin cậy, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Vâng thưa quý vị, khi 20 tuổi cho rằng ai cũng nghĩ đến mình, 40 tuổi thì dường như không còn quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì nữa. Đến 60 mới nhận ra sự thật là chẳng ai nghĩ gì đến mình cả. Vậy nên, con người sẽ thay đổi để thích nghi vào mỗi thời điểm nhất định trong cuộc sống. 60 tuổi được người đời đặt tên là tuổi xế chiều, tuổi hoàng hôn, phũ phàng hơn một chút thì gọi là tuổi già. Ở tuổi này, người ta thường sẽ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm và suy nghĩ về những việc đã qua, cũng như phần đời còn lại. Dưới đây là chia sẻ của một ông lão 70 tuổi về 4 bí mật người cao tuổi nên biết để tránh tình trạng quạnh hiu lúc xế chiều. Đầu tiên là không vui mừng quá mức. Ông lão chia sẻ, nếu bạn nói quá nhiều, bạn sẽ thất bại. Khi một người có chuyện vui, họ sẽ muốn chia sẻ niềm vui của mình với những người khác. Đây là một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nếu một người ở độ tuổi 60 trở lên không thể kiểm soát bản thân khi gặp chuyện rất vui, người ấy đi khắp nơi kể lể hoặc thậm chí khoe khoang về bản thân, như vậy người đó sẽ bị đánh giá là thất lễ và thiếu sự chín chắn. Đồng thời khi nói quá nhiều, họ dễ dàng bị lỡ lời hoặc có thể xúc phạm đến người khác. Nếu một người ở tuổi 60 không giữ được một phong thái điềm tĩnh, nội liễm thì sẽ dễ đánh mất đi bạn bè xung quanh, và việc người ấy bị trở thành cô độc là điều không thể tránh khỏi. Do đó, chỉ vui thôi đừng vui quá chính là điều mà chúng ta phải ghi nhớ, để tránh bị mọi người xa lánh khi về già. Thứ hai, đừng giận quá mất khôn. Khi con người đến tuổi 60, họ phải học cách kiềm chế cơn giận. Người xưa có câu nói, nỗ trong tâm đầu khởi, ác hướng đạo biên sinh, tức là khi một người quá tức giận, thì chuyện gì họ cũng đều dám làm. Khi một người cao tuổi không biết cách kiềm chế cơn giận, thì những gì họ biểu hiện ra bên ngoài sẽ là trạng thái rất xấu xí. Đồng thời, khi họ tức giận thì một loạt các từ ngữ và hành động cực đoan cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ thể và tinh thần của họ, và thậm chí có thể gây ra một số căn bệnh nhất định.
nổi nóng sẽ làm tổn thương cơ thể, nhưng một khi đã cảm thấy khó chịu thì bạn vẫn sẽ giận dữ và không thể kiềm chế lại được. Trong thực tế, mỗi khi tức giận, bản thân bạn đã tự gây ra những tổn thương vô cùng lớn và không thể phục hồi cho cơ thể mà không hề hay biết. Một khi chúng ta bị sự tức giận của mình chi phối thì dễ dàng xúc phạm đến người khác. Bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định không sáng suốt, đánh mất tình cảm của bạn bè và người thân xung quanh. Khi mọi người rời bỏ chúng ta, thì lúc nằm trên giường bệnh chính là lúc chúng ta sẽ cảm nhận được sự thê lương, cô độc, không người thăm hỏi. Do đó, cách tốt nhất để được an nhiên, bình thản chính là hãy biết cách kiểm soát cơn tức giận của mình. Một người không bị cơn nóng giận chi phối là một người biết suy nghĩ trước sau, tâm bình khí hòa, chính là một người đại trí. Thứ ba, không bi thương quá độ. Khi con người đến tuổi 60, họ không chỉ phải học cách trở nên khiêm cung, bình tĩnh, học cách kiểm soát cơn tức giận, mà còn phải học cách bình tĩnh khi đối mặt với nỗi buồn và bi thương do những mất mát mang đến. Khi một người phải đối mặt với sinh ly tử biệt, sẽ khiến họ vô cùng buồn bã, đặc biệt là khi tuổi già đến, cha mẹ, người thân và bạn bè xung quanh họ đều có thể rời bỏ họ mà đi trước. Chúng ta biết rằng, không có bữa tiệc nào là không tàn, sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên bất biến mà không ai có thể thay đổi. Hãy học cách sử dụng sự bình tĩnh để đối mặt với bi thương, đừng để những nỗi buồn này hủy hoại thể chất và tinh thần của chúng ta. Thứ tư, đừng để dục vọng quá mạnh mẽ. Chúng ta đều hy vọng có thể sống hạnh phúc, nhưng trong dòng chảy của cuộc đời, đôi khi chúng ta bị xô lệch đi mà không hề hay biết. Sẽ có lúc ta tưởng rằng hạnh phúc chính là phải có nhiều tiền, vật chất đầy đủ, đôi khi vì tiền mà đấu tranh kịch liệt, sống trong những toan tính và những dục vọng mạnh mẽ. Khi con người có quá nhiều ham muốn, họ sẽ khổ sở vì những dục vọng của bản thân và không bao giờ cảm thấy đủ. Cổ nhân có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Khi chúng ta đến tuổi 60 nếu vẫn còn bị ám ảnh bởi danh tiếng, sự giàu có và những xung đột vật chất, thì phần còn lại của cuộc đời chúng ta sẽ rất vô vị. Ở tuổi này, chúng ta cần biết cách bình tĩnh, giảm bớt những ham muốn, đơn giản hóa cuộc sống và cố gắng làm cho phần còn lại của cuộc đời chúng ta bình yên tĩnh lặng như nước mùa thu. Hãy nhớ rằng, dục vọng càng mạnh thì càng dễ mất mát, chúng ta mới có thể tránh được cảnh thê lương của tuổi già. Những kinh nghiệm được đúc kết này rất có ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta. Người ngoài 60 tuổi họ đã sống hơn nửa thế kỷ. Ở tuổi này, họ biết cách chăm sóc sức khỏe tốt, nghĩ về tương lai của chính mình và tìm cách làm cho mình hạnh phúc và thanh thản cho đến cuối đời. Trải qua nhiều thăng trầm đời người, tâm của họ đã lắng xuống. Nếu trong lòng có một vết thương thì đến bây giờ sẹo cũng đã liền. Chuyện quá khứ như đá mòn trong nước, như gió thổi mây bay, có lẽ đều đã xem nhẹ. Vật chất, dục vọng chỉ làm nặng gánh. Những mưu cầu vô nghĩa, ham muốn mạnh mẽ hãy để sang một bên, bởi vì bỏ xuống hết những gánh nặng này là sự bảo đảm tốt nhất để chúng ta được bình yên khi về già. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.